Nhạc cụ Minh Phụng luôn đem lại niềm vui và sự hài lòng đến khách hàng gần xa. Hôm nay, anh em chúng mình có một chuyến đi rất đặc biệt. Lúc 20 giờ, trời đã sập tối, nhưng đội ngũ anh em Minh Phụng vẫn rất nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng để giao hàng đến tận nơi và lắp đặt cái đàn Kidman KS1 cho một bé gái dễ thương tại khu dân cư Conix, quận Bình Chánh. Khi vừa đặt chân vào nhà khách, đập vào mắt chúng mình là khoảng không gian sang trọng với phong cách bài trí vô cùng ngăn nắp và gọn gàng. Bây giờ chúng mình sẽ tiến hành đập hộp. Như các bạn đang thấy, trong thùng sẽ bao gồm chân đàn, thân đàn, pedal, sách hướng dẫn và một bộ ốc lắp đàn. Khi mua đàn, các bạn sẽ được tặng kèm một chiếc ghế piano cao cấp cùng màu có phong cách rất phù hợp với đàn. KS1 là một sự lựa chọn phù hợp cho những người mới bắt đầu làm quen với đàn piano. Với thiết kế kiểu dáng nắp bật hiện đại, cho nền gỗ đàn cao cấp, nhỏ gọn phù hợp với mọi không gian. Sản phẩm có 3 màu cho các bạn lựa chọn, đó là trắng, đen, nâu gỗ. Đàn được trang bị 88 phím với hệ thống cảm ứng lực có 5 độ chạm phím và độ đàn hồi tốt, giống như đang ngồi chơi trên một cây piano cơ thực thụ. Kidman KS1 là một sự tổng hợp của hơn 500 âm sắc từ nhiều loại nhạc cụ khác nhau, mang lại cho người chơi âm thanh chất lượng và chân thật. Cây đàn sẽ đáp ứng nhu cầu dành cho các bạn luyện tập với những chức năng cơ bản như metronome, hay còn gọi là chức năng đếm nhịp, slide mode chia bàn phím, twin nova dùng để trộn tiếng, transpose để tăng giảm tông. Đặc biệt cây đàn còn có một chức năng là auto off, khi các bạn không sử dụng trong vòng 30 phút đàn sẽ tự động tắt. Và giờ là lúc hai bé được bóc siêu cây đàn. Hai chị em đang cảm thấy rất thú vị và hào hứng khi test một cây đàn piano mới toanh. Hy vọng sản phẩm sẽ giúp hai bé luyện tập tốt, có những phút giây thư giãn và phát triển trên con đường nghệ thuật sau này. Khi đến với nhạc cụ Minh Phụng, các bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, trả góp lãi suất 0%, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại.